thông tin về chú voi châu Á. Hai chú voi này nè, thông tin nó thì cho thấy là có thể dài từ 3,5 đến 6 mét, cao 2,5 đến 3 mét, trọng lượng tối đa là 5.000 kg, 5 tấn đấy. Ngà voi có thể dài 1,5 mét. Voi này thì sống ở Đông và Nam Á, sống thành bầy đàn. Voi có thể trưởng thành từ lúc 7 đến 8 tuổi và mang thai 22 tháng để một con nặng 100 kg. Wow. Em ơi, nó gầy quá hả? Bự rồi. Hai con này là bự rồi hơn trước đây hả? Gầy hả? Nó chỉ ăn cỏ, cỏ với mía. Nhìn cái chuồng của nó em kìa. Nó đang ăn cỏ nha, cuộn cỏ lên nè, đó nó đưa lên miệng, đút vào miệng nó. Sử dụng cái vòi của nó khéo như một bàn tay vậy đó. Cái vòi của nó cuộn cỏ nó đuổi muỗi luôn em nhá. Cái vòi nó khéo như cái bàn tay ấy nhỉ. Phải làm cái hàng rào này. Phía này là bên ngoài hàng rào cho khách du lịch đứng xem. Phía dưới là cái hào sâu này. Cái rãnh nước rất là sâu nha. Đó, rồi có cả lưới điện nữa. Cái không gian cho nó sống thì rất là hẹp, mỗi con thì khoảng tầm 500 mét vuông.